thức tâm bừng sáng, thanh tiêu cát tường thật an vui. Kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình diễn đọc Tây Vực Ký của SBU TV. Kính mời quý vị tiếp tục cùng theo dõi hành trạng của Pháp Sư Huyền Trang qua Tây Vực Ký, quyển 7. Quyển số 7 này nói về 5 nước. 1. Nước Bà La Ni Tư. 2. Nước Chiến Chủ. 3. Nước Phệ Xá Ly. 4. Nước Phất Lật Thi. 5. Nước Ni Ba La. Nước thứ nhất, Bà La Ni Tư. Nước Bà La Ni Tư chu vi khoảng 1.300 km, kinh thành chiều rộng khoảng 1.5 đến 2 km, chiều dài khoảng 5.7 đến 6 km. Phía tây giáp với sông Căng Già, nhà cửa san sát chen nhau như răng lược, dân cư đông đúc phồn thịnh, gia sản cực kỳ giàu có, tích chứa rất nhiều đồ quý hiếm. Người dân tánh tình ôn hòa, khiêm cung, xem trọng nỗ lực học tập, nhưng phần nhiều tin theo ngoại đạo, ít người tôn kính Phật Pháp. Khí hậu ôn hòa, đồng lúa tốt tươi, cây trái xanh tốt, cỏ cây phủ xanh khắp chốn. Trong nước có hơn 30 ngôi chùa, tăng chúng hơn 3.000 vị, đều tu học theo giáo pháp của phái Chính Lượng thuộc Tiểu Thừa. Có hơn 100 đền thờ Phạm Thiên, ngoại đạo hơn 10.000 người, đa phần đều thờ phụng Đại Từ Tại Thiên, hoặc cắt tóc, hoặc bới tóc thành búi, lõa hình không y phục, bôi trét tro than lên người, tinh tấn chuyên cần tu khổ hạnh, tin rằng làm vậy có thể cầu thoát sinh tử. Trong kinh thành có 20 đền thờ Phạm Thiên, kiến trúc nhiều tầng mái, dùng đá hoặc gỗ đều có điêu khắc chạm trổ, có cây cao che bóng mát, suối nước vây quanh. Tượng Tự Tại Thiên đúc bằng hợp kim đồng cao hơn 30 mét, oai vệ nghiêm trang, uy nghi sống động. Phía đông bắc kinh thành, trên bờ tây sông Bà La Ni, có một ngọn tháp do vua Vô Ưu xây dựng, cao hơn 33 mét. Phía trước có dựng một trụ đá xanh sáng bóng như gương, lấp lánh sinh động. Bên trong thường hiện lên hình ảnh Đức Như Lai. Từ bờ sông Bà La Ni đi về hướng đông bắc hơn 3.2 km thì đến chùa Lộc Giả. Khuôn viên chùa chia ra 8 phần, bao quanh bởi cùng một bức tường. Chùa được xây dựng với mái cong nhiều tầng, phòng ốc tráng lệ trang nghiêm. Tăng sĩ có 1.500 vị, đều tu tập theo giáo pháp phái Chính Lượng thuộc Tiểu Thừa. Trong khuôn viên tường lớn có một tinh xá cao gần 70 mét, phía trên tạo hình một trái am một la thép vàng, nền móng và các bậc thềm đều bằng đá, trên xây các bệ thờ bằng gạch nung, bốn phía là những bậc thềm có đến hàng trăm bậc. Trên mỗi bệ thờ đều có tượng Phật thép vàng, ở giữa tinh xá có tượng Phật đúc bằng hợp kim đồng, kích thước như thân Phật thật, thể hiện Đức Như Lai trong tư thế chuyển pháp luân. Phía tây nam tinh xá có một ngọn tháp đá do vua Vô Ưu xây dựng, nền móng tuy đã nghiêng lún nhưng vẫn còn cao hơn 33 mét. Phía trước có dựng một trụ đá cao khoảng 25 mét, sáng loáng như ngọc, có thể soi bóng phản chiếu bên trong. Người thành tâm cầu nguyện đôi khi nhìn vào, có thể thấy các hình tượng thể hiện việc lành dữ, tốt xấu sắp đến. Đây là nơi Đức Như Lai sau khi thành chánh giác đã chuyển pháp luân lần đầu tiên. Cách đó không xa có một ngọn tháp. Ngày xưa, khi nhóm các ông A Nhã Kiều Trần Như thấy Bồ Tát từ bỏ lối tu khổ hạnh liền không đi theo nữa, cùng nhau đến chỗ này tự tu thiền định. Bên cạnh tháp này có một ngọn tháp nữa, là nơi 500 vị Phật độc giác cùng nhập Niết Bàn. Lại có ba ngọn tháp, là nơi di tích của ba vị Phật trong quá khứ đã kinh hành và tọa thiền. Kế bên ba ngọn tháp này có một ngọn tháp khác, là nơi Bồ Tát Mai Đát Lệ Đa, tức Từ Thị, được thọ ký sẽ thành Phật. Ngày xưa khi Đức Như Lai ở tại thành Vương Xá, trên núi Linh Thứ, có bảo các tỳ kheo rằng, trong đời vị Lai ở châu Thiệm Bộ này, khi ấy đất đai bằng phẳng, tuổi thọ trung bình của con người đến 80.000 tuổi, sẽ có người con nhà Bà La Môn họ Từ,
thân có màu vàng ròng, tỏa ánh sáng quang minh chiếu sáng, bỏ gia đình đi tu và thành chánh giác, vì chúng sanh thuyết pháp trong ba hội. Những người được cứu độ là những chúng sinh đã trồng căn lành phước đức trong giáo pháp để lại của ta. Đối với hết thảy những người hết lòng tin sâu Tam Bảo, kẻ tại gia hay người xuất gia, người giữ giới hay kẻ phạm giới, tất cả đều được nhờ ơn hóa độ, chứng quả giải thoát. Trong ba hội thuyết pháp sẽ hóa độ những người tu tập trong giáo pháp của ta, rồi sau đó mới hóa độ những bạn lành có duyên với họ. Khi ấy Bồ Tát Từ Thị nghe Phật nói như vậy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: con nguyện sẽ làm vị Thế Tôn họ Từ kia. Đức Như Lai dạy rằng, như lời ông nói đó, ông sẽ chứng được quả vị như vậy. Những lời ta vừa nói đó đều là nói về sự giáo hóa của ông. Phía tây ngọn tháp, nơi Đức Từ Thị được thọ ký, có một ngọn tháp nữa là nơi Đức Bồ Tát Thích Ca được thọ ký. Trong hiền kiếp này, khi tuổi thọ con người là 20.000 tuổi, có Đức Phật Ca Diệp Ba ra đời, chuyển bánh xe pháp nhiệm màu, chỉ bày giáo hóa hết thảy chúng sanh, thọ ký cho Bồ Tát Hộ Minh rằng: Bồ Tát này trong tương lai, khi tuổi thọ con người là 100 tuổi, sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Từ tháp thọ ký của Đức Thích Ca, không xa về phía nam, là bệ di tích nơi kinh hành của 4 vị Phật quá khứ, dài hơn 80 mét, cao khoảng 2.5 mét, dùng đá xanh xếp thành. Bên trên tượng Đức Như Lai đi kinh hành, hết sức uy nghiêm đẹp đẽ khác thường. Trên đỉnh nhục kế đặc biệt có tóc mọc ra, nhìn hình tượng thể hiện rõ vẻ linh thiêng huyền diệu. Bên trong phạm vi bức tường bao quanh có rất nhiều thánh tích, tinh xá và tháp thờ có hơn 100 chỗ, chỉ lược kể sơ sài, rất khó nói hết được. Ngôi chùa ở về phía tây trong khu vực này có một hồ nước trong chu vi khoảng 350 mét, là nơi Đức Như Lai thường tắm gội. Tiếp theo về phía tây lại có một hồ lớn, chu vi khoảng 300 mét, là nơi Đức Như Lai thường rửa bát. Kế đến về phía bắc cũng có hồ, chu vi khoảng hơn 80 mét, là nơi Đức Như Lai thường giặt y. Cả ba hồ này đều có rồng cư ngụ, nước hồ đã sâu mà vị lại ngon ngọt, trong trẻo sạch sẽ, mực nước thường không lên xuống. Những ai có tâm kiêu ngạo khinh mạn đến giặt rửa ở những hồ này, đa phần đều bị thủy quái Kim Tỳ La làm hại. Nếu có lòng tin cung kính thì dùng nước ở đây không có gì phải sợ. Nơi hồ giặt y của Như Lai, trên bờ hồ có một tảng đá vuông rất lớn, vẫn còn dấu tích cà sa của Như Lai in trên đá rất rõ rệt, sắc sảo như được chạm khắc vào. Những người có lòng tin thường đến đây cúng dường. Khi có ngoại đạo hung ác đạp lên đá này, Long Vương trong hồ liền nổi mưa to gió lớn. Cách bờ hồ không xa có một ngọn tháp, là nơi Đức Như Lai thuở còn tu hành Bồ Tát, sinh làm con tượng vương sáu ngà. Có người thợ săn muốn được ngà voi nên giả vờ mặc áo cà sa. Tượng vương vì cung kính áo cà sa nên tự bẻ ngà trao cho thợ săn. Cách chỗ tượng vương bẻ ngà không xa có một ngọn tháp, là nơi Như Lai khi còn tu hành Bồ Tát, vì thương xót đời loạn không lễ nghi nên thị hiện làm thân chim. Thuở ấy, Bồ Tát chim cùng với con khỉ và con voi trắng khi đang ở dưới cây Ni Câu Luật cùng hỏi nhau rằng: ai là người nhìn thấy cây Ni Câu Luật này trước? Mỗi con vật đều kể ra câu chuyện của mình, nhân đó phân biệt ngôi thứ lớn nhỏ. Việc này truyền ra có ảnh hưởng giáo hóa khắp xa gần, khiến con người biết phân biệt người trên kẻ dưới, kẻ đạo người tục, thảy đều noi theo. Cách đó không xa trong khu rừng lớn có một ngọn tháp, là nơi Như Lai thuở xưa tu hành Bồ Tát cùng với Đề Bà Đạt Đa đều là nai chúa phân xử việc của nai. Thuở ấy trong khu rừng này có hai đàn nai, mỗi đàn đều có hơn 500 con. Lúc bấy giờ vua nước này thường đi săn bắn. Bồ Tát nai chúa đến trước vua thưa rằng: đại vương đi săn rầm rộ như thế, đốt lửa bắn tên, bao nhiêu đồng loại của tôi trong một sớm đều phải chết, nhưng qua hôm sau thịt sẽ thối rữa, không dùng được cho bữa ăn của đại vương. Nay xin được thay đổi, mỗi ngày chúng tôi sẽ nộp cho đại vương một con, như vậy đại vương luôn có thịt tươi để dùng, còn loài nai chúng tôi cũng được kéo dài thêm mạng sống. Vua cho là ý hay,
liền chấp thuận rồi quay về không đi săn nữa. Từ đó hai đàn nai theo thứ tự tuần tự nộp mạng. Trong đàn nai của đề bà có một con đang mang thai, sắp đến phiên nộp mạng, liền thưa với nai chúa rằng: thân tôi đành chịu chết, nhưng con tôi chưa đến lượt. Nai chúa giận dữ nói: ai không quý mạng sống, ngươi không chết thì ai chết thay? Nai mẹ than rằng: chúa ta không có lòng nhân, nay con ta chắc phải chết rồi. Liền gấp rút báo lên Bồ Tát Nai Chúa. Bồ Tát nói: thảm thương thay cho lòng mẹ, thương con từ lúc chưa thành hình, nay ta sẽ chết thay cho ngươi. Liền đi đến trước cửa cung vua, những người đi đường đều bảo nhau rằng: Nai Chúa hôm nay vào thành. Nghe như vậy, từ quan chí dân đều tranh nhau đi xem. Nhà vua nghe được tin ấy, bán tín bán nghi, đến khi người giữ cửa vào báo, vua mới tin là thật. Liền hỏi Nai Chúa: ngươi là Nai Chúa, sao phải đến nộp mạng gấp thế? Nai Chúa đáp rằng: có một con nai cái đến phiên nộp mạng, mang thai chưa sinh con ra, lòng thương con không nỡ chết. Tôi cảm động việc ấy nên đến đây chết thay. Vua nghe như vậy than rằng: than ôi, ta đây chỉ là nai mang thân người, ngươi mới thật là người mang thân nai. Liền đó vua tha cho cả bầy nai, không phải nộp mạng nữa, lại dành khu rừng kia làm chỗ cư trú cho đàn nai. Mọi người liền gọi là rừng Thí Lộc, nghĩa là bố thí cho nai, cũng từ đó có tên Lộc Giả. Kính thưa quý vị thính giả, chương trình diễn đọc Tây Vực Ký xin được tạm dừng nơi đây. Lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các nước được ghi chép trong quyển 7 của Tây Vực Ký. Trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Vượt qua bờ bên kia, tất cả vượt qua bên kia rồi. Lên mơ tỉnh thức tâm bừng sáng, thanh tiêu cát tường thật an vui.